Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm 2022. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 2022, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm trước. Nổi bật là thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Toàn quân duy trì thực hiện nghiêm, nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các ban bộ ngành trung ương, địa phương, triển khai sâu rộng hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng, tham mưu tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chặt chẽ, chất lượng. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 05 về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam, nghị quyết số 08 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nghị quyết số 22 về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Năm 2022, trong bối cảnh tình hình có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, dòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, toàn quân đã có những nỗ lực vượt bậc, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2021. Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp, quản lý sử dụng hiệu quả đất quốc phòng, chuyển giao 79 điểm đất quốc phòng với gần 210 hectare, phục vụ phát triển kinh tế xã hội đúng pháp luật. Công tác quốc phòng ở bộ ngành địa phương và giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Trong năm nay, toàn quân đã thực hiện tốt chủ đề năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng, công tác huấn luyện, đào tạo sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, bộ đội sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị, kịp thời điều động trên 105.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 5.800 lượt phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống hiệu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Toàn quân phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, điều chỉnh tổ chức, lực lượng đáp ứng yêu cầu tinh gọn mạnh, chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu có chuyển biến tiến bộ. Hội thi, hội thao trong nước và quốc tế đạt nhiều thành tích xuất sắc. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả. Các cơ quan đơn vị đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Các cơ quan đơn vị hoàn thành có chất lượng tổng kết nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về huấn luyện, giáo dục, đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học quân sự, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 chặt chẽ, đúng nguyên tắc, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác dân vận, chính sách có nhiều đổi mới, tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp trong quân đội và tuyên dương vinh danh thanh niên, phụ nữ, công đoàn viên tiêu biểu. Cùng với nhiều kết quả tích cực trong công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Nhiều công trình khoa học, sản phẩm quốc phòng được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng cấp nhà nước.
Bộ Quốc phòng đã triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, triển khai đề án phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quân đội. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, thiết thực, hiệu quả. Hoàn thành có chất lượng sơ kết 10 năm thực hiện chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam và tổng kết công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016-2021. Đối ngoại quốc phòng tiếp tục là điểm sáng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội.